Ai mua tương này? Ai mua tương? Mua tương này. Em tìm anh từ sáng đến giờ. Hả? Nhưng mà ông là ai nhỉ? Anh lại quên em rồi, tối hôm qua em đến nhà anh. Nhớ rồi. Ông đến ông gặp tôi để làm đệ tử tương ấy. Vâng, đúng rồi ạ. Được rồi, có cái gì đâu. Thế nhưng mà này, dạ? Thế bao nhiêu nghề không học đi học nghề tương làm gì? Ôi anh ơi, em biết là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Trước khi đi theo anh là em cũng đã điều tra hết sức cẩn thận rồi. Cái nghề tương của anh là cái nghề cao quý. Cái nghề tương của anh là cái nghề mà không phải là ai cũng có thể làm được. Mà em điều tra ở cái khu phố này ý, là riêng về tương mà không ai qua mặt được anh. Anh là số 1, tương của anh là tuyệt vời, tương của anh là mọi người. Thôi. Ông bốc phét nó vừa vừa thôi. Mũi rồi to lắm rồi đấy. Ông khen một tí nữa nó nổ tung như thế. Nhưng mà tại sao cứ phải học nghề tương? Ông biết gì về tương chưa mà ông học? Ôi anh ơi, không những em tìm hiểu nhá về tương nhá, quy trình sản xuất nhá, em còn nghiên cứu cả văn thơ về tương. Văn thơ tương nữa à? Vâng. Đọc luôn cho này. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Tương đấy, tương của anh. Tương dầm cà, vâng. Ôi trời ơi, tôi tưởng ông đọc thơ thế nào. Thơ kiểu đấy nhá, tôi cũng có bài thơ, tôi ứng lại bài thơ tương của ông. Vâng. Được không? Vâng. Đọc luôn nhá. Vâng. Cuộc đời dù lắm gian nan, nhưng nó cũng có vô vàn niềm vui. Thịt chó ăn với miếng dồi, cộng thêm giềng mẹ, quên đời khổ đau. Hay! Quay! Thế nhưng mà tương đâu hả anh? Tương đấy. Tương nó ẩn ở dưới. Nó ẩn ở đâu hả anh? Nó ẩn ở dưới thịt chó ấy. Anh ơi! Em tưởng thịt chó phải chấm với mắm tôm cơ mà. Ui giời, cậu này dốt lắm, ôi giời ơi. Thịt chó chấm với mắm tôm, mắm tôm với tương nó như nhau, tương với mắm tôm thì nó như nhau, có khác nhau cái gì đâu. Sao lại tương với mắm tôm lại như nhau hả anh? Mà tôi chưa thấy cậu nào xin làm đệ tử mà cái thầy nhem nhảm như cậu đâu nhé. Dạ. Vâng, giờ này nhá. Dạ. Thì bây giờ ông làm đệ tử tôi, vâng, đúng không? Vâng. Thế tôi nói nhá. Vâng. Là mình làm ấy phải có lương tâm, đúng không? Vâng. Thì mình mới bán được hàng. Vâng. Thì bán được hàng thì mình mới có lương tâm. Vâng. Mà có lương tâm thì mình mới bán được hàng. Đúng. Mà có bán được hàng thì mình mới có lương tâm. Đúng rồi. Mà cần phải có lương tâm thì mình... Chính xác. Dạ. Ông có hiểu không? Em hiểu chứ. Hiểu thế nào? Đây là lương tâm này. Ừ. Đây là sản phẩm này. Ừ. Mình muốn có lương tâm, ừ, thì mình sẽ bán được sản phẩm. Ừ. Mình không bán được sản phẩm có nghĩa là mình không có lương tâm. Ừ. Vâng. Lương tâm và sản phẩm. Thôi. Dạ. Ông nói luyên thuyên lắm, không hiểu cái gì cả. Bây giờ này nhá. Ông làm cho tôi bài tập thứ nhất. Vâng. Nhá. Là ông đi sâu hàng đi. Sâu hàng? Sâu hàng. Sâu hàng là gì ạ? Sâu hàng tiếng Anh ấy, sâu có nghĩa là trình diễn ấy. Có nghĩa là khoe hàng ấy. Sâu hàng. Có nghĩa là đi khoe hàng. Khoe hàng, làm đi hàng ấy. Trình diễn hàng. Làm hàng ấy. Làm hàng em biết rồi. Ở cái này nhá, kinh tế người ta gọi là marketing. Mày chửi tao nào? Dạ. Hả? Không à, mà marketing hả? Marketing là gì? Mà marketing nó là tiếp thị, là quảng cáo ấy ạ. Thôi, không có tiếp thị quảng cáo à. Dạ. Nhá, tao không biết tiếng Anh. Nhá, tao nói mày nghe này. Rồi em nói marketing người ta tưởng là đưa ma vào trong tương. Không nói thế. Bây giờ ông đi luôn đi. Ông giao ra này, đơn giản thôi. Vâng. Nhá. Ai mua tương đây? Ai mua tương rẻ chạy khỏe đến đây? Nhá. Ai mua tương đây? Ai mua tương đây? Ai mua tương rẻ chạy khỏe đến đây? Nói luôn. Anh ơi, thế tại sao câu đầu thì chậm mà câu thứ hai lại nhanh hả? Ngu. Câu đầu ấy nói chậm như thế để cho những người đi bộ và người đi xe đạp người ta nghe thấy. Nói câu nhanh là cho xe máy và ô tô người ta nghe thấy. Quá là khoa học. Chứ còn gì nữa. Ô tô đi vèo cái qua giao chậm thì ai người ta nghe thấy cái gì. Anh ơi, em thử giao nhá. Giao đi. Ai mua tương đây? Ai mua tương ngon tương rẻ chạy khỏe đến đây? Ai mua tương đây tương ngon tương rẻ chạy khỏe đến đây? Ai mua tương ngon tương ngon tương rẻ chạy khỏe đến đây? Được không anh? Được. Em sáng tạo nhá. Sáng tạo nào. Vâng, em sáng tạo. Mày giao thế thì ai người ta nghe thế gì? Em giao thế thì để cho hành khách người ta nghe hả? Hành khách nào? Hành khách trên máy bay ấy hả? Thôi, máy bay người ta không chở tương nhá. Cứ giao luôn đi. Dạ vâng. Ai mua tương đây? Tương ngon, tương rẻ, chạy khỏe đến đây. Ai mua tương đây, tương ngon, tương rẻ, chạy khỏe đến đây. Đúng rồi. Trời ơi.
Trời ơi, trời ơi, nghe các chú giao mà tôi cứ thèm 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 mà. Cô ông nhà tôi á, chỉ thích cà chấm tương này, tương chấm cà này, tương ngâm cà này. Vâng. Suốt đời ông ăn tương đấy. Cô ơi, thế cô đã đến đúng cửa hàng rồi đấy. Mời cô. Dạ, đây. Mời cô xem tương. Tương ngon đấy ạ. Dạ, đây con mời cô nếm thử nhá. Tương ngon đây, tương ngon đây. Nào. Dạ, cô đổ tay á. Sao lạ nhỉ? Sao mãi không lấy được? Dạ, nó tắc cái gì ạ? Tương của chú sao lại tắc? Dạ, cháu không biết nó tắc cái gì bên trong, làm sao không mãi không đổ được ra. Để cho xem này. Thôi, anh để em. À? Anh để em. Thôi, thôi, thôi. Anh để em. Ê, ê, chú này, chú, dạ? Chú, sao lại cho tay vào bất ngờ quá? Dạ, tay à? Trời ơi. Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Dạ. Tay không được thò vào thùng tương, nhá. Dạ, vâng. Vệ sinh thò vào trong đây là phải lấy cái găng ni lông mới mà cho vào. Ừ. Thôi anh ơi, em chót trò rồi, cổ cứ để cháu. Ồ, anh ơi. Cái gì á? Em thấy nó vướng cái gì ấy. Vướng cái gì? Nó, cái gì thế này? Xương hả anh? Cục xương. Xương á? Xương đâu mà xương? Xương đâu mà xương? Ô, này, này, có cả lông. Lông gà. Ôi trời, sao lại có lông gà ở xương đây? Cô đừng cười. Thôi, đại vào. Tương làm gì có xương với lông gà, cô buồn cười. Anh tương nhà cháu làm tương gia truyền ba đời. Anh ơi, đúng là xương với cả lông gà đấy. Xương lông gà đâu? Cút ra ngoài kia. Tôi bảo mới đi sâu hàng cơ mà. Sâu hàng à? Đi nhanh. Ai một tương đây, tương ngon tương rẻ vừa khỏe vừa ăn đây. Dạ. Thế sao lại có cả xương với có cả? Đâu làm gì có xương với lông gà? Thằng kia dao lên. Chú ơi. Ôi giời ơi. Sao lại toàn lông? Chú ơi này. Dạ? Úi dồi. Đấy. Gì á? Ra đây. Cái gì? Đỡ hộ cháu cái bao tải xương xuống ngay. Úi dồi. Này chú ơi. Gì? Toàn xương bốc mả xịn ấy. Ừ. Cháu gom 8 hàng phở mới được bao tải. Dưới giờ tôi đặt 2 tạ không ạ? Thế nhưng mà ban nãy phơi ngoài kia công an người ta hót vãn mất mấy bao rồi. Này. Vâng. Này chú ơi, tôi hỏi này. Dạ. Thế chú nấu cái này bằng xương mới lại bằng ấy này à? Bằng ấy là bằng gì? Bằng lông ấy. Đâu? Có. Xương này con mua về để con ui giời ơi, nhà con ngày trước ấy là nuôi gà tăng trọng. Thế bây giờ là gà nó bị cúm dịch nhiều quá, giờ con không nuôi gà tăng trọng nữa. Bây giờ con chuyển sang nuôi chó tăng trọng. À. Chính vì thế con mua xương này về để nuôi chó tăng trọng. Chú ơi, xương này về nuôi chó đấy. Chú, đưa tiền cho con đi trả tiền hàng. Thôi đi vào kia đi, vào kia tí ta trả tiền sau. Thế cháu chắc chỉ toàn chắc lép với chú đi. Ra, cứ để này đây. Bế vào. Giờ. Này. Bắt người ta mang đi rồi mang về. Mang đi. Nói lộ hết rồi. Đi. Nhanh nó thối hết đấy. Đi mang ra. Này, tôi không mua nữa đâu. Dạ. Chú tỏi nấu mà. Không, cô ơi. Đây, con nói cho cô nghe này. Tương ngon lắm. Đây, con cho cô nếm thử này. Cái mùi kinh quá. Kinh? Con nấu toàn bằng đậu mà. Toàn bằng các loại đỗ này. Nhưng mà cái mùi không thể ngửi được. Ôi trời, đậu đũa thì nó phải mùi chứ. Có một cười nhỉ. Cô thử hít thử cho nó. Ở ngoài kia có người bảo là gặp anh ạ. Gặp làm gì? Người ta bảo là người ta mang xương đến cho anh ạ. Xương nào? Vâng, người ta bảo là mang xương đến để cho anh làm tương. Xương nào? Vớ vào vớ vẩn ở đây là làm gì bằng xương hả? Cái này làm bằng đỗ tương nhá. Đi vào. Nhưng mà người ta bảo nhưng cái đi vào chứ kia. Ta bảo đi vào. Người ta đi. Chú Văn Tương ơi. Chú Văn Tương ơi. Cô gọi cháu ạ. Tôi gọi chú Văn Tương cơ. Ông chú cho đâu nhỉ? Này. Có ai lạ bảo là mang lông gà đến lại đi đâu mất rồi. Này chú ơi, tôi hỏi này. Thế có phải làm tương bằng xương với lông gà không chú? Thì tương không làm bằng xương, làm bằng lông gà làm bằng cái gì? Tôi tưởng làm bằng đỗ. Bằng đỗ, làm bằng đỗ thì ăn cám à? Ôi giời ơi. Bà hỏi vơ hỏi vẩn. Chú ơi bảo người ta mang lông gà đến đi đâu ấy? Thì thấy bao nhiêu đây? Được 2 cân nhưng mà chủ hàng nó bảo dạo này H5N1 nhiều là gà hiếm lắm. Ừ. Nó thiếu 2 lạng nó bù cho cái phất trần. Bù phất trần. Không. Sao không hỏi? Tôi không mua tương nữa đâu. Dạ. Tương của chú là làm bằng lông gà mới làm bằng xương này thì tôi không mua nữa. Cô buồn cười nhỉ? Tương nào làm bằng xương với lông gà? Mày vừa nói gì với cô ấy? Hả? Mày bảo là làm tương bằng xương với cả lông gà hả?
Ai nói bà thế? Chú vừa nói thì có gì nữa. Cái bà còn cười thế, bà đang nói chuyện với chú tôi tự dưng bà lại ngoằng vào tôi thế nào? Mày nói cái gì bà? Cháu nói gì đâu. Cháu chỉ bảo là cháu mang lông gà với xương đến để cho chú làm tương. Chứ cháu có bảo là chú làm tương bằng lông gà với xương đâu. Đấy nhá, đấy nhá. Này, này, tôi nói cho nhà các chú biết nha. Các chú biết tôi làm gì phố này không? Tổ trưởng vệ sinh đấy. Tôi mà đi báo khắp phố không ai mua tương của các chú đâu nhá. Mà này, tôi nói cho các chú biết nhá. Nếu mà tôi mà báo cho dịch tễ à, các chú à, rũ tù nhá. Làm cái này chết người ta à? Này, cháu nói cho cô biết nhá. Nhà cháu bán 5-7 mẻ tương rồi nhá. Đã có ai chết đâu. Chú đừng có lấp liếm nhá. Chú đừng có cả vú lấp miệng em nhá. Không ai làm tương bằng xương với lông gà nhá. Tôi sẽ đi báo cho dịch tễ bắt các chú lại chứ không phải làm thế này đâu nhá. Bà đi mà báo vắng bà thì chợ tương thì tớ vẫn đông. Bà có đi lấy chồng thì tương tớ vẫn bán vẫn đắt hàng. Mày tắm mồm lắm. Làm cái việc không chú ý vào đây đi. Mày nói cái gì bà bây giờ làm sao mày bán được tương? Không phải cái mồm cháu nó mất phanh cứ bon ra đây. chú cháu mình bán đi bán nốt mẻ này về còn ủ mẻ khác. Bán không cho khổ đấy à? Không phải xương nhà mình được mấy tạ rồi để nó thối ra. Thôi bây giờ giải nghệ cái nghề này. Bây giờ tao đố mày đi bán được hàng đấy. Bây giờ mày ra kia bán loánh cho vỡ mặt. Giải nghệ. Thế sao lại giải nghệ chú? Chứ còn gì nữa. Ui giời ơi, bao nhiêu công cháu một tháng nay giờ đi góp mới được mấy tạ xương. Bây giờ chú vào giải nghệ không làm tương thì bây giờ biết làm nghề gì ạ? Thôi được rồi, thua keo này bày keo khác. Chú cháu mình sẽ làm đậu. Làm đậu nhưng mà cháu làm gì có nghiệp vụ làm đậu. Chú dạy mày làm đậu đi.